Xin chào tất cả các bạn nha. Có nhiều bạn thì hay hỏi mình là cuối năm có những dòng máy đưa xe nào sổ rẻ hay không, hoặc có hàng tồn kho khuyến mãi hay không. Thì ok, thì cũng nhân dịp cuối năm thì mình cũng xin giảm giá một số máy đưa xe nha. Thì giảm giá cách sau, mình ok, mình sẽ giảm giá là tất cả dòng máy đưa xe đây là đồng giá với 990k nha, tức là 990.000 nha. Đó, mình sẽ quay một vòng cho tất cả anh em cùng xem nha. Áp dụng đồng giá nha các bạn, trừ con máy này ra nha các bạn, trừ con máy đấy, trừ tất cả máy của hãng Đất Tông đây nha. Đó, thì những dòng máy ở đây thì không có con nào dưới 1,2 triệu đâu nha các bạn. Thì tất cả các bạn thì có một con 1,7 triệu cũng có, 1,8 triệu cũng có, hoặc là 1,9 triệu cũng có nha. Nói chung là từ dao động mức giá từ 1,2 triệu đến 1,9 triệu ở đối với những cái con mà trên hình ảnh đây nè, trừ Đất Tông nha các bạn. Đó, thì các bạn chụp màn hình cho mình và gửi vào khoanh tròn của sản phẩm đó thì mình sẽ gửi hàng về tận nơi cho tất cả các bạn nha. Đó, máy đưa xe đồng giá một giá là 990.000 nha. Đó, mình sẽ lựa một vòng cho tất cả các bạn anh em cùng xem. Đó, mình thì có rất là nhiều máy đưa xe luôn. Thì cái chương trình này thì mình chỉ áp dụng là trước Tết thôi nha các bạn. Còn sau Tết thì mình sẽ bán giá là bình thường nha. Đó, đây mình khuyến mãi cực chất cho tất cả anh em nhân dịp cuối năm luôn nha. Giá là 990.000 thôi. Thì phụ kiện của nó, tất cả phụ kiện nó thì phụ kiện chính của nó thì cũng bao gồm là cái sợi dây chống xịt là khoảng tầm 8 mét nha các bạn, và súng xịt và hô dây hút nước vào và các khớp nối đều có đầy đủ luôn nha. Đó, thì đó là phụ kiện chính. Và mỗi bạn thì chỉ được mua một con thôi nha các bạn. Mình không bán nhiều đâu, mình sẽ bán mỗi người một con máy thôi, chứ mình không bán số lượng nhiều đâu nha. Đó, thì mình quay nè, các bạn chỉ cần chụp màn hình nè và khoanh tròn cái con máy nào á thì mình sẽ gửi con máy đó nha, thì đồng giá 990.000 nha. Đó, mình thì máy đi xe thì có rất là nhiều mẫu mã luôn, mẫu mã rất là đa dạng, hầu hết con nào xịt cũng khỏe hết nha các bạn. Mức thời gian bảo hành của nó là từ 6 tháng đến 12 tháng. Chỉnh áp và không chỉnh áp có đầy đủ luôn nha. Đó, thì mình quay cho các bạn cùng xem. Nếu mà các bạn lựa chọn máy nào thì hãy chụp hình một khoanh tròn máy đó cho mình nha, và gửi địa chỉ mình thì mình sẽ ship hàng về tận nơi cho tất cả các bạn luôn nha. Và cái chương trình này thì mình xin nhắc lại nha, thì mình chỉ áp dụng là trước lễ Tết thôi nha, chứ sau lễ Tết này thì mình không có bán, không để giá vậy được đâu nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nhiều nha. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn, chào nha.